Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước để đảm bảo an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng giúp giảm ô nhiễm môi trường, tăng sức cạnh tranh và tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Nhưng để chương trình này thực sự có hiệu quả, thì việc thực hiện phải trở thành thói quen, thường xuyên và đi vào chiều sâu. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng, trong đó có điện năng, đang trở thành vấn đề cấp bách, là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện, góp phần đảm bảo điện cho sinh hoạt, sản xuất. Đây cũng là giải pháp trực tiếp giảm hóa đơn tiền điện phải chi trả cho mỗi doanh nghiệp và người dân. Do đó, tiết kiệm điện cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Ngày 8 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 20/CTTTG về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025. Để giải quyết các cái tình hình mà thiếu điện và căng thẳng về cung ứng điện, thì ngay trong tháng 5 và đầu tháng 6 thì Bộ Công Thương tôi là đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 08 ngày 8 tháng 6 năm 2023 về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Thì ngay sau khi mà chỉ thị được Thủ tướng ban hành thì chúng tôi cũng đã chủ động đi làm việc với các cơ quan địa phương, các ủy ban dân tỉnh và Sở Công Thương một số tỉnh thực hiện chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, việc thực hiện tiết kiệm điện tại các địa phương trên cả nước đã đạt được kết quả khả quan. Tại Hà Tĩnh, đến nay, ý thức, thói quen sử dụng điện tiết kiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, không còn tình trạng sử dụng điện lãng phí. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tại Hà Tĩnh đã tăng cường phối hợp với điện lực cấp huyện kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đảm bảo tiết kiệm, chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng, điều chỉnh thời gian bật tắt hệ thống điện chiếu sáng phù hợp nhằm tiết kiệm điện năng 50% so với tháng cùng kỳ. Công ty điện lực Hà Tĩnh thì hiện nay có 34 khách hàng phải cũng tham gia cái chương trình DIA. Trong đấy thì có 10 khách hàng thì có cái sản lượng lớn trên 300 kWh một tháng. Về phía công ty thì công ty cũng đã phối hợp với cả Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban các cái cấp chính quyền địa phương để cùng làm việc với khách hàng, tuyên truyền vận động và phân tích những cái yếu tố tích cực của cái chương trình DIA. Tiết kiệm điện không chỉ là khẩu hiệu mà là một thực tế, là giải pháp quan trọng trong bối cảnh thiếu điện hiện nay. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của mọi người trong việc bảo vệ nguồn năng lượng và phát triển bền vững. Chúng tôi bước đưa cái đèn LED tiết kiệm điện năng vào thay thế các cái đèn truyền thống trên lưới chiếu sáng thành phố Hà Nội. Và như vậy là mỗi một bộ đèn LED được đưa vào sử dụng thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 50% công suất tiêu thụ so với trước đây. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi ứng dụng cái công nghệ điều khiển thông minh từ xa để điều khiển các cái tủ điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và thông qua cái công nghệ này thì chúng ta có thể điều khiển đóng tắt cách linh hoạt phù hợp với điều kiện thời tiết. Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình triển khai các mục tiêu tiết kiệm năng lượng, các địa phương cho biết còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, như vẫn còn một số đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm chưa thực hiện lập kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, việc kiểm toán năng lượng, người quản lý năng lượng chưa có chứng chỉ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, một số đơn vị vẫn còn sử dụng dây chuyền công nghệ cũ chưa đồng bộ, chưa tiết kiệm năng lượng do đầu tư từ lâu, nhưng việc đầu tư thay thế dây chuyền công nghệ mới gặp nhiều khó khăn do vốn đầu tư thay thế tương đối lớn. Công ty cũng đề ra một số cái giải pháp để nhằm thực hiện cái việc tiết giảm tiền điện, ví dụ như là nâng cao cái nhận thức cho người lao động trong cái việc tiết kiệm và là trong cái việc ý thức tiết kiệm điện, tắt các cái nguồn điện khi không sử dụng đến. Một số cái hệ thống hành lang chiếu sáng thì công ty cũng đã thay thế dần bằng cái hệ thống bóng đèn năng lượng mặt trời, sử dụng một số các cái thiết bị điện tử để lắp đặt ở các cái phòng ban hành lang để tự động tắt mở khi không có người sử dụng. Hiện nay, tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam còn rất lớn,
từ các khảo sát của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cho thấy các ngành công nghiệp của Việt Nam đang chiếm hơn 50% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc và có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lên tới 30-35%. Mặc dù phần lớn doanh nghiệp đều nắm rõ luật, các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thực thi hoặc triển khai mang tính hình thức. Để tiết kiệm năng lượng hiệu quả, cần thay đổi hành vi và tạo ý thức tiết kiệm năng lượng cho tất cả các thành viên trong tổ chức hoặc cộng đồng. Việc giáo dục, tư vấn và thông tin về lợi ích của tiết kiệm năng lượng sẽ giúp tạo nên nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng năng lượng. Tiết kiệm năng lượng muốn hiệu quả phải thực chất, thường xuyên và có chiều sâu trong thực hiện.